Where I am now, Mekong Delta, in a very windy day, and we are in the very lovely place by the riverbank, just right there. And here I have two lovely customers from UK there. They have amazing accents, and today we say a little bit hello, please. Hello. Hello. Say your name. I'm Hank. And I'm Nick. And then today I'm gonna tell you a very quick lesson about the names of the tropical fruits in the south of Vietnam, because we have so many types of fruit here. So what else? What do we have here? Students, look. Các bạn nhìn nhá. I'm gonna speak a little bit Vietnamese. Các bạn nhìn nhá, cái trái gì đây? Chúng ta sẽ thấy trái này đó là trái bưởi, thì chúng ta sẽ nói là trái này là grapefruit, đúng không? Mà bây giờ thôi, chứ xin khỏi nói đi. Các bạn sẽ nghe rất là kỹ hai giọng của bạn Nick và bạn Anne. So mọi người sẽ nói tên của những cái trái này, những cái vật dụng mà chúng ta đang cầm ở đây, để xem tên của người ta nói như thế nào trong tiếng Anh nha. Các bạn nghe kỹ giọng Anh chuẩn nha các bạn. Nào, can we start please? Yes, grapefruit. Can you put the short? Grapefruit. Grapefruit. Jackfruit. Jackfruit. Papaya. Papaya. Rambutan. Rambutan. Milk apple. Milk apple. Kumquat. 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 And chili salt. Chili salt. Chili salt. And the last one. And the basket. Bamboo. Bamboo basket. Bamboo basket. Các bạn thấy nha, các bạn ấy nói là bamboo basket. Ở trên sẽ nói là bamboo basket. So it's a little, hơi khác nhau một tí đúng không? Và chúng ta sẽ nói cảm ơn cho bạn Nick và bạn Anne. Say goodbye to the students. Bye. Goodbye. Thank you so much. I'll be back quickly. Các bạn cố gắng học nha. Theo những gì mà Jessie đã làm nhé. Tại vì sẽ còn những clip thú vị nữa thì Jessie không có thời gian, cho nên nó phải quay trở lại. Jessie yêu tất cả các bạn và sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tiếng Anh của chúng ta.